Chúng ta lại cùng gặp nhau trong một số hỏi đáp tiếp theo. Và nếu như bạn muốn mua smartphone, có thể ghé qua Clickbuy Hồ Chí Minh. Tại đây thì đang bán những cái dòng máy iPhone, Samsung, Oppo, Vsmart, Realme mức giá tốt nhất ở trên thị trường, cũng như những cái mẫu flagship cũ LG, Google Pixel, Sony Xperia. Thì chi tiết các bạn cứ click vào đường link phía dưới mô tả video này giúp mình. Câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Hiệp: tầm giá 5-7 triệu đồng thì có con máy nào cấu hình mảnh, màn hình Super AMOLED không anh? Cũ mới đều được. Có chứ, rất là nhiều luôn á, kể cả cũ và mới, bởi vì là tấm nền Super AMOLED trong tầm 5-7 thì rất nhiều luôn. Như kiểu là đối với Samsung thì em đã tìm được là A51 này, A31 này, kể cả là thậm chí là M21, M31 ở trong phân khúc giá thấp hơn. Tuy nhiên câu hỏi của em là cái cấu hình mảnh thì ok, chúng ta cứ lấy như kiểu là những con chip đầu 8 đi, nó là cấu hình là cũng tương đối là ok rồi. Thì anh thấy là sẽ có là Galaxy A90 5G, trang bị Snap 855 có 5G, đây là màn hình Super AMOLED 6.7 inch, pin 4005, sạc 25W, camera các thứ thì chụp ok ha. Đây là anh lấy đúng nghĩa là màn hình Super AMOLED ha, còn màn hình AMOLED thì nó khác một tí. Super AMOLED là công nghệ màn hình của Samsung, họ tinh chỉnh lại một tí trên tấm nền AMOLED đó. Câu hỏi đến từ bạn Phạm Công: anh ơi, em có tầm 6 triệu đồng đổ lại thì cần một chiếc điện thoại pin trâu, chụp hình đẹp và không chơi game, anh tư vấn giúp em. Nếu như chỉ thiên về gọi là chụp hình thật đẹp và pin trâu á, thì anh nghĩ là con Galaxy A90 5G cũng là một trong những cái sự lựa chọn hợp lý em có thể tham khảo. Con nó pin khá ổn áp nha, 4500mAh, và chúng ta có gọi là camera chụp cũng khá tốt. Ngoài ra tầm trên thì nếu như tính hàng mới thì em vẫn có thể tham khảo con Redmi Note 10 Pro, một con máy mà có camera cũng rất ok. Pin sẽ là 5000mAh, chúng ta có sạc 33W thông qua cổng là USB Type-C. Thì em có thể là tham khảo hai con trên ha. Đó, một con là đến từ phân khúc hàng cũ, một con là hàng mới gọi là full box độc hộp chính hãng trong cái tầm giá như trên. Câu hỏi đến từ bản Đại Dương Xanh: anh ơi, em mua con Poco F3 chính hãng mà nó báo là chip 865 không phải 870, cái này thì anh tin là em check bằng những cái phần mềm như kiểu AnTuTu, CPU Z các kiểu đúng không? Và những cái phần mềm trên thì có thể đôi khi nó sẽ không đọc được chính xác trên con chip, bởi vì là cấu trúc của con 865 và 870 thì nó giống y hệt nhau, nên có thể là nó không đọc được. Đó, cái này thì rất là phổ biến thôi. Trước giờ anh test là có rất nhiều những cái trường hợp như vậy rồi. Nó báo sai con chip và nó lấy một cái con chip cùng cái họ chip đó để mà nó báo, thì tất nhiên các phần mềm báo thì nó sẽ là không được chính xác, bởi vì đó là những cái phần mềm bên thứ ba mà. Câu hỏi đến từ bạn Huỳnh Cường Lâm: anh ơi, line của em xài 1 năm rồi nhưng giờ nó bể màn hình, giá thay tận 1.9 triệu, em nên mua máy mới hay là thay màn hình theo ý kiến? Theo ý kiến của anh là 1.9 triệu là con số rất là cao rồi. Thực sự mà với tầm giá như vậy thì em chỉ cần ráng thêm khoảng là chưa đến 1 triệu đồng đâu, em đã mua được cũng là con line luôn. Hoặc là 500.000 đồng em mua cũ thì chắc chắn sẽ mua được tận là Line 4 hoặc là Line 1 trong phân khúc tầm là 2.5 triệu, 2.7 triệu, và nó sẽ là tất nhiên là ngon lành hơn. Nó là máy còn zin, còn bảo hành các thứ đúng không, thì nó sẽ ok hơn so với một cái chiếc máy mà chúng ta thay lại màn hình đó. Bởi vì thay màn hình thì tất nhiên là cái việc em thay ở trong hãng thì nó cũng sẽ là đảm bảo được cái chất lượng. Nhưng mà anh thấy là ok thì em có hai hướng thực sự mà nói. Một là em sẽ là ráng lên để mà lấy cái số tiền đó mua một cái chiếc máy khác, có thể là cũng là con Line luôn, hoặc là một số những cái mẫu máy khác có cấu hình tốt hơn hoặc là nó mới hơn, để mà em có những cái trải nghiệm nó mới mẻ hơn. Và hai thì em vẫn có thể là thay được với mức giá như trên, nhưng buộc em phải thay tại trung tâm bảo hành của Vsmart nha, để đảm bảo cái phần chất lượng nó không bị hỏng hóc trong quá trình sử dụng về lâu về dài, thay vì chúng ta thay ngoài tiệm. Câu hỏi đến từ bạn Nguyễn Thế: anh ơi, em nên mua Samsung A52, Reno 5 hay là Poco F3? Tất nhiên là với trường hợp này cá nhân anh thì đều chắc chắn anh sẽ lấy Poco F3 rồi, bởi vì nó trội hơn hoàn toàn. Nó có thể coi là flagship của thương hiệu Poco. Còn hai con máy trên chỉ là những cái dòng máy tầm trung thôi. Đó, tuy nhiên cũng không phải là trong trường hợp nào em cũng nên chọn Poco F3 ha. Nếu như em là người thiên về gaming này, thiên về camera, thiên về tổng quan xài lâu dài, có 5G thì tất nhiên là nó sẽ trội hơn. Nhưng nếu như em thích thương hiệu Samsung thì nó lại là một cái vấn đề khác. Hay là em thích cái camera selfie của Oppo hay là camera của Oppo thì nó lại là một cái vấn đề khác. Hoặc là em thích cái thiết kế. Nói chung cái này thì anh nghĩ là em nên thực tế trải nghiệm và tìm hiểu kỹ ba con máy này. Và với A52 5G và Reno 5 em có thể ra trực tiếp cửa hàng đó. Các cửa hàng như là Thế Giới Di Động, FPT Shop các thứ đều trưng bày. Em trải nghiệm xem là em thích con nào hơn. Thì thực ra là những con đó thì cũng khá tương đồng với nhau. Chỉ có Poco F3 là đúng thực sự là nó trội hơn hẳn. Đó thì anh, nếu cá nhân anh thì anh sẽ lấy con đó. Còn với em thì có thể là khác. Đó, nhưng mà em phải cân nhắc thật kỹ. Câu hỏi đến từ bạn Kido Yotoshi: anh ơi, có máy nào 9 triệu đồng trở xuống có AMOLED Snap 750 với pin 4500 trở lên không?
cái này 9 triệu thì không có, phải là tầm khoảng 10-11 triệu đồng thì chúng ta sẽ có con A52 5G, thì nó trang bị là Snap 750G, pin là tầm 4500 mAh. Còn tầm là dưới 9 triệu đồng á thì thực ra là sẽ có một cái chiếc máy mà nó còn vượt trội hơn là Poco F3 đúng không? Thì nó sẽ có hẳn chip là 870 luôn, thì nó sẽ mạnh hơn rất rất nhiều so với con Snap 750, và pin nó cũng ở mức 4500 mAh và có màn hình AMOLED luôn. Đó thì lựa chọn còn tốt hơn cả mong đợi của em luôn. Câu hỏi đến từ bạn Alex Huy. Chào anh, em thấy trên Shopee có bán Note 8 và Note 9 tầm 3.7-4, có cả dòng S, theo anh tầm giá đó mua được không? Anh cho em biết là Galaxy Note 8, 9 dùng chip và thông số liệu chơi Liên Quân bla 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 bla. Cái này cực kỳ cẩn thận nhá. Note 8 thì 3.7-4 triệu đồng thì đúng, nhưng mà Note 9 thì không thể nào có mức giá này. Mức giá này là gọi là hàng chắc là bị vấn đề gì đó rồi. Hoặc có thể là họ gom hai sản phẩm lại với nhau rồi họ. Tức là trên Shopee Lazada thì chúng ta có là có thể gom nhiều sản phẩm vào một cái trang và có nhiều mức giá, nhưng mà nó chỉ hiển thị cái mức giá rẻ nhất. Đó, có thể em bấm vào em bấm chọn mua thì nó Note 9 có thể nó mức giá nó cao hơn, phải tầm 6-7 triệu đồng. Thì còn Note 8 thì ok, cũng có khả năng là bán tầm 3.7-4, nhưng với giá như trên thì Note 8 thì anh nghĩ cũng sẽ là cũ và có cái vấn đề gì đó rồi ha, nên em phải check thật kỹ, không nên chúng ta ham rẻ để mà mua. Thực sự mà nói luôn, nói chung là tương lai thì có thể anh cũng sẽ đã đặt một con Note 8 trong tầm như trên để về mà test thực tế ở trên kênh mua hàng online để mà chúng ta thử xem là đó có đúng thực sự hay là không, nó chất lượng như thế nào. Anh thì không tin nó còn ngon lành 100% và nó có thể là cũ hoặc là gì đó thay thế sửa chữa ở bên trong thì chúng ta cũng không biết được. Câu hỏi đến từ bạn là Hoàng Phương Nam. Dưới 4 triệu đồng hàng chính hãng thì có con nào mạnh hơn Realme 6 không anh? 4 triệu chính hãng mới thì sẽ không có, nhưng mà thực tế thì Realme 6 phiên bản 4128 bán dưới 4 triệu đồng thì bây giờ nó cũng hết hàng rồi, thực sự mà nói luôn. Trong tầm trên thì có là Helio G9 Mate thì cũng chỉ có con này và Redmi Note 8 Pro thôi. Nếu như hàng cũ thì có ha, còn hàng mới tinh thì hầu như là không có. Câu hỏi đến từ bản Quang FF. Chú ơi cho cháu hỏi là LG G7 ThinQ có xài được 3 năm nữa không? Cháu cảm ơn ạ. Tất nhiên là xài được, với những cái thông số cấu hình và những cái trang bị thì nó xài được thôi. Đó, nhưng mà quan trọng là nó hư lúc nào thôi. Bởi vì là G7 ThinQ là dòng flagship cũ thì không chắc là cháu đã xài được trong vòng 3 năm. Nếu như cháu giữ gìn thì được, ok ha. Nhưng mà chắc đến thời điểm năm thứ 3 thì phải thay pin hoặc thay gì đó, bởi vì nó đã hầu như hao mòn và quá hạn sử dụng rồi. Thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký Đam Mê Công Nghệ để ủng hộ team mình và đón chờ những video về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.